Chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình nóng hôm nay của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi ngân hàng nước tăng lực Number One. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Luật ngầm xung quanh chợ Long Thành. Sau trận đấu với Iraq, đội tuyển Việt Nam cần cải thiện gì? Tiếp tục chương trình làm việc, hôm nay Quốc hội nghe báo cáo và thảo luận về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2023 chiều cùng này các đại biểu cũng sẽ thảo luận ở hội trường về dự án luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi. Trong phiên thảo luận tổ về dự án luật này hôm 9 tháng 11, thẩm tra dự án luật, đa số ý kiến của Ủy ban Thư pháp không tán thành với việc đổi tên tòa án cấp huyện thành tòa án sơ thẩm, tòa án cấp tỉnh thành tòa án phúc thẩm như dự thảo luật. Lý do bởi việc đổi tên gọi này chỉ là vấn đề hình thức, chưa đáp ứng yêu cầu bảo đảm tính độc lập của tòa án theo thẩm quyền xét xử. Việc thay đổi này cũng dẫn tới không tương thích về tổ chức với các cơ quan tư pháp khác ở địa phương như cơ quan điều tra, viện kiểm sát. Chưa kể việc này dẫn tới phải sửa đổi bổ sung nhiều đạo luật, làm phát sinh chi phí sửa con dấu, các loại mẫu giấy tờ. Tuy nhiên cũng có ý kiến tán thành việc đổi tên nói trên nhằm bảo đảm tính độc lập của tòa án theo thẩm quyền xét xử. Xung quanh chợ Long Thành ở thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai có rất đông người bán hàng bằng xe lôi ba gác máy. Theo điều tra của báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, Hàng tháng họ phải đóng tiền từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng mỗi tháng mỗi xe cho một năm thanh niên. Người này cũng hành nghề chạy xe lôi bán rau củ quả ở đây. Nếu không đóng, xe sẽ bị bắt như lời thanh niên này nói. Ngay sau khi báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh phản ánh về việc các tiểu thương ở chợ Long Thành, tỉnh Đồng Nai bị thu tiền làm luật, kẻ báo kê này đã bị công an đưa về huyện làm việc. Bước đầu công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai xác định người này tên Hà Thọ Ninh, 33 tuổi, quê huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Công an đang tiếp tục làm rõ hành vi của người này. Để biết vì sao Ninh lại có thể thu tiền làm luật ở chợ Long Thành, mời quý vị theo dõi kỳ 2 của loạt bài điều tra người bán hàng trong bị làm luật trên báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. Ngày 21 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can bắt tạm giam Lưu Hồng Sơn, sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú Bình Dương để điều tra về tội buôn lậu. Theo cơ quan công an, Sơn là giám đốc một công ty hoạt động trong lĩnh vực chế biến và kinh doanh chế biến nông sản có trụ sở tại thành phố Thủ dầu một tỉnh Bình Dương từ năm 2018 đến năm 2022, lợi dụng chính sách ưu đãi miễn thuế nhập khẩu của nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh hạt điều theo loại hình sản xuất xuất khẩu, Sơn đã nhập khẩu hơn 23.400 tấn hạt điều nguyên liệu được ưu đãi miễn thuế nhập khẩu, có trị giá hàng hóa kê khai là 646 tỷ đồng, nhưng không sản xuất chế biến để xuất khẩu theo quy định mà bán toàn bộ lô hàng cho người khác tiêu thụ trong nước để hưởng lợi nhuận. Tại khu vực nút giao đường sắt Đặng Thùy Trâm, Lương Ngọc Quyến, phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, vào buổi chiều, các hộ buôn bán bày bàn ghế để kinh doanh quán ăn, quán nhậu ngay bên cạnh đường ray tàu hỏa. Ở khu vực có rào chắn, người dân vẫn bất chấp đặt bàn ghế vào vùng cấm. Bàn ghế được đặt sát mép đường ray xe lửa, khoảng cách ước chừng chưa đến 1 mét. Các hoạt động vẫn diễn ra bình thường khi có tàu lửa chạy qua. Để phục vụ khách hàng tại đây, nhiều quán còn kéo điện chăn đèn ngay sát đường ray xe lửa. Nhiều quán cà phê ở khu vực này cũng thu hút khách bằng view đường sắt nên xây dựng không gian quán sát vách đường ray, xây dựng các điểm check-in lấn ra cả khu vực an toàn đường sắt. Ngày 21 tháng 11, Ủy ban nhân dân phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết, tổ bắt và xử lý chó mèo thả rông đã đi vào hoạt động. Đây là mô hình đầu tiên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tổ có nhiệm vụ lập kế hoạch, triển khai các biện pháp quản lý việc nuôi chó mèo, phát hiện xử phạt chủ nuôi không xích rò mỏng chó mèo ở nơi công cộng, ngăn chặn nguy cơ chó giữ tấn công người, phòng chống dịch dạy. Thực hiện cưỡng chế tiêm vaccine phòng dạy cho chó mèo khi đến thời gian tiêm phòng theo quy định, tạm giữ chó mèo thả rông tại địa điểm của phường, chăm sóc chó mèo trong thời gian 24 giờ. Ủy ban nhân dân phường thông báo trên các phương tiện thông tin của phường về địa điểm tạm giữ chó mèo bị bắt của phường để chủ vật nuôi biết thông tin. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương mục điểm tin. Quý vị có những thông tin nóng hấp dẫn, vui lòng gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email nóng hôm nay a pháp luật tp.vn. Tiếp theo đây, mời quý vị đến với chương mục nhận định. Thưa quý vị, vào tối qua, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã có màn chạm trán với đội tuyển bóng đá Iraq tại vòng loại thứ hai World Cup 2026. Qua trận đấu vừa rồi, đội tuyển bóng đá Việt Nam cần phải làm gì để khắc phục lối chơi hướng tới mục tiêu vượt qua vòng loại? Xin mời quý vị cùng gặp gỡ bình luận viên bóng đá Huỳnh Sang để nghe ông chia sẻ những nhận định đánh giá về vấn đề trên. Xin cảm ơn bình luận viên Huỳnh Sang vì đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, ông có đánh giá thế nào về màn chạm trán giữa đội tuyển Việt Nam với Iraq vừa rồi? Phải nói đây là một cái trận thua rất đáng tiếc. À, tất nhiên Iraq họ mạnh hơn mình. Nhưng mà với những cái nỗ lực của các cầu thủ cho đến dây phải nói là những cái dây cuối cùng như vậy mà chúng ta bị thủng lưới thì rõ ràng là đứng ở cái góc độ cảm xúc mà nói thì đó là một cái trận thua mà tiếc đứt ruột. Bởi vì đá với đội mạnh như Iraq thì một trận hòa là thành công, mỹ mãn. Và trong cái bối cảnh mà ở phía bên kia, cái trận đấu giữa Indonesia và Philippines kết thúc với tỷ số hòa một đều. Thì nếu chúng ta có được 4 điểm cùng với Iraq thì rõ ràng là chúng ta tạo một cái khoảng cách phải nói là cũng khá là là tốt và an toàn. Tạm gọi là như vậy, tức là khoảng cách một trận thắng đối với Philippines và Indonesia, hai đối thủ chúng ta xác định là cạnh tranh trực tiếp chiếc ván thứ hai ở bảng đấu này. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta trắng tay trên sân Mỹ Đình. Đó là cái cảm xúc mà tôi nghĩ là không chỉ riêng tôi đâu. Mà người hâm mộ và các chuyên gia bóng đá Và kể cả là tôi nghĩ là các cổ động viên của Đông Nam Á Cũng tiếc bởi vì rất là thuộc tấp đầu của châu Á Họ rất mạnh, họ thắng Indo một Và chúng ta biết rồi, xếp hạng của họ 68 thế giới Và đẳng cấp của họ cao Nhưng mà chúng ta có một trận đấu đầy quả cảm Phải nói là như vậy Đội bóng của ông Thu Xê với đa phần là các cầu thủ trẻ à, Ngày hôm nay thì rõ ràng là trận đấu này Huế Ngọc Hải là người chỉ huy ở Hàng Phòng Ngự, nhưng mà nhìn xung quanh thì thấy rất là nhiều những nhân tố trẻ, kể cả là ông thay người. Ông thay người vào thì cũng liên tục thay những cái nhân tố trẻ uh, như là Đình Bắc vào sân, như là Lê Phạm Thành Long vào sân, Thanh Nhàn vào sân, Quốc Văn Khang vào sân. Uh, những cái tên mà người ta chờ đợi là Hùng Dũng hay là Hoàng Đức thì không thấy. Điều đó cho thấy là ông có cái quan điểm sử dụng con người theo cách của ông mạnh dạng sử dụng những cầu thủ trẻ và ông tự tin vào khả năng của các cầu thủ này và rõ ràng là họ họ thể hiện được cái khả năng của mình từ cái khát khao chơi bóng cho đến cái sự cài ải trên sân họ cài ải trên sân rất là um, suốt trận đấu như thế và cuối cùng thì chúng ta bị thủng lưới ở một cái cái thời khắc phải nói là rất là tiếc rẻ luôn nghiệt ngã tôi nghĩ là sau trận đấu này thì bắt đầu người hâm mộ có cái nhìn khác hơn đối với đội tuyển dưới sự huấn luyện của ông Thu Xê. À, trước đó thì người ta rất là hoài nghi và sau trận thắng Philippines thì bắt đầu cái sự hoài nghi để giảm dần và bây giờ sau trận thua Iraq với tỷ số sát nút và thua những giây cuối cùng như vậy thì rõ ràng là cái tình cảm của người hâm mộ và cái cách nhìn của của à, giới chuyên môn đối với ông Thu Xê và đối với các học trò của ông thì nó cũng có phần nào đó à, cái sự hoài nghi bắt đầu nó nó tan biến dần chưa hoàn toàn hết nhưng mà nó tăng tiến dần. Từ hai trận đấu vừa qua tại vòng loại thứ hai World Cup 2026, theo ông, đội tuyển bóng đá Việt Nam cần có những thay đổi thế nào trong những trận đấu tiếp theo? Trước hết là trận đấu quan trọng giữa Indonesia sắp tới. Ở đây chúng ta thấy là đội tuyển bóng đá Việt Nam đá với Iraq và có hai cái cách tiếp cận trong hai hiệp đấu. Nó 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 tương đối là khác nhau. Hiệp đấu thứ nhất thì rõ ràng là chúng ta chơi hết sức thận trọng với Iraq. Chúng ta kiểm soát bóng chủ yếu phần sân nhà là bởi vì bị Iraq đẩy về phía phần sân của chúng ta. Chúng ta không lên bóng được. Vậy Iraq họ tôi tính là họ có đến 7 cái cơ hội để ghi bàn và 7 cú sút hướng thẳng về khung thành của Thủ môn Văn Lâm nhưng mà họ không may mắn và các cầu thủ tiền đạo Iraq trong hiệp 1 thì gần như là chân họ như đeo chì. À, tuy nhiên cũng phải thấy rằng là chúng ta có một cái hệ thống phòng ngự dưới sự chỉ huy của uh, Quế Ngọc Hải rất là ổn. Và đó là một cái trận đấu mà chúng ta chấp nhận chơi lùi nhưng mà chúng ta vẫn không chế bóng ở phần sân nhà vẫn tự tin phối hợp bóng để chi để hạn chế được cái sức tấn công cũng như là cái khả năng chơi bóng rất thanh thoát của các cầu thủ iraq nếu đá với iraq mà chúng ta không đá chậm như thế để mà khiến cho các cầu thủ iraq ức chế thì rất có thể chúng ta rơi vào bẫy của iraq là họ tấn công rất là nhanh và họ chơi rất là thanh thoát rất đơn giản nhưng mà hiệu quả ngoại trừ cái bàn thắng thủng lưới vào những giây phút cuối đó thì chúng ta có một cái trận đấu cũng khá là thành công về mặt chiến thuật cũng như là cái cách chơi như vậy là hợp lý như vậy thì cái trận đấu tiếp theo với cái đối thủ Indonesia thì liệu là chúng ta sẽ chơi như thế nào thì rõ ràng là đối với đối thủ Indonesia thì cái 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 trình độ thấp hơn Iraq thì chúng ta hoàn toàn có thể tự tin chơi kiểm soát bóng và vẫn giữ cái quan điểm chơi của ông 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 Thu Sê trong hai trận đấu vừa qua đặc biệt giống như trận đấu với Philippines và tôi nghĩ rằng là sau trận thua Iraq thì chúng ta đá với Indonesia chúng ta gần như được được tiếp thêm một cái sự tự tin thua rắc trong một cái tình thế đó rõ ràng là uh, tiếc thật nhưng mà rõ ràng sau cái trận đấu thua rắc này thì các cầu thủ rất có niềm tin niềm tin người hâm mộ tăng lên giới chuyên gia tăng lên niềm tin của huấn luyện viên tăng lên niềm tin của cầu thủ sự tự tin của cầu thủ cũng tăng lên và đá với indonesia rõ ràng là chúng ta có được cái sự tự tin đó và tôi nghĩ là cái cách tiếp cận thì chắc cũng không có thay đổi nhiều nhưng mà ở đây chúng ta sẽ chủ động chơi bóng thậm chí kiểm soát bóng chơi trước indonesia Vâng, xin được cảm ơn bình luận viên bóng đá Huỳnh Sang rất là nhiều. Thưa quý vị, chuyên mục nhận định đến đây là kết thúc. Xin mời quý vị cùng chuyển qua chuyên mục ý kiến bạn đọc. Livestream bán hàng Hùng đầm bông, chị nhỏ tạ to khổng lồ Nhằm rồi, thiếu tỉnh táo Thiếu sức mạnh, hãy uống nước tăng lực Number one, tỉnh táo tức thì Tăng thêm sức mạnh Đập cho chị nhỏ, tạ cho anh hùng Uống number one, chốt đơn number, number one, tăng thêm sức mạnh, tỉnh táo tức thì Kính thưa quý vị, báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh luôn là người bạn đồng hành cùng quý bạn đọc, hỗ trợ và tư vấn giúp bạn đọc giải quyết nhiều vấn đề trong đời sống. Mỗi ngày chúng tôi đều nhận được rất nhiều thông tin phản ánh của quý bạn đọc. Trong chuyên mục ý kiến bạn đọc hôm nay sẽ được điểm qua một số nội dung phản ánh mới nhất. Chúng tôi đã tiếp nhận thông tin của bạn đọc Phan Văn Đạo, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Gửi qua fanpage báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh kêu cứu anh và khoảng hơn 50 người khác nộp tiền đăng ký học thi bằng lái xe tại một trung tâm có chi nhánh ở thành phố Thủ Đức. Sau khi thu tiền học viên xong, họ ôm tiền chạy luôn. Ước tính tổng số tiền học viên nộp vào trung tâm này gần 1 tỷ đồng. Mọi người đã nộp đơn tố cáo đến cơ quan công an đang chờ giải quyết. Hiện tại tất cả các chi nhánh của trung tâm đều đóng cửa kể cả trụ sở chính. Bên cạnh đó, chúng tôi có tiếp nhận đơn thư phản ánh của bạn đọc Nguyễn Duy Nguy Khang, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh phản ánh. Anh là người được thi hành án, vì không có tiền trả nên người phải thi hành án bị cưỡng chế, kê biên bán đấu giá tài sản là một mảnh đất. Người phải thi hành án đã khởi kiện tranh chấp quyền sử dụng đất với bên trước kia đã mua đất để tạm hoãn việc thi hành án. Anh bức xúc, tài sản bị thi hành án đã được giải quyết bằng bản án có hiệu lực nay lại được tòa thụ lý, có đúng quy định của pháp luật. Khi nhận thông tin phản ánh, chúng tôi đã kịp thời chuyển phóng viên tìm hiểu hoặc chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và trả lời sớm nhất cho quý bạn đọc. Thưa quý vị, chương trình nóng hôm nay ngày 22 tháng 11 năm 2023 của báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh xin được tạm dừng tại đây. Chương trình được phát vào lúc 8 giờ mỗi ngày từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trên plo.vn, đồng thời phát lại trên các kênh YouTube, Facebook của báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi ngân hàng nước tăng lực Bầu One. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.